Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu con kiến lửa cho bạn xem nha. Như vậy sản phẩm gấu con gấu của mình đã kết thúc, mình xin chào tất cả các bạn nha. Và đây sản phẩm con sâu của mình cũng đã hoàn thiện, mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm yêu cao cỏ bố của mình cũng đã kết thúc, mình xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm bọ hung nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm yêu cầu cỏ này. Xin chào tất cả các bạn nha. Video ngày hôm nay mình sẽ tô màu sản phẩm sưng lở. Và như vậy là kiến lửa mình đã thơm màu xong. Để các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt like cái kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà là con hải mã mình đã thơm màu xong. Để các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt cho cái kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là chú sửa vòi mình đã thơm màu xong rồi. Để các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu cá biển. Cú tinh này các bạn nào. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ chơi một con lợn. Như vậy là sản phẩm bướm đen của mình, đấy là cái thuốc mình xin chào tất cả các bạn nha. Sản phẩm tạo cắt tóc của mình cũng đã hoàn thành. Các bạn thấy sản phẩm hay thì đừng quên cho mình like để đăng ký kênh. Mình xin chào tất cả các bạn. Sản phẩm lặn con của mình cũng đã kết thúc. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn cũng theo mình đã tô màu xong rồi. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Như vậy là con lợn mình đã tô màu xong. Nếu các bạn thấy đẹp và thấy hay, hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.